xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ cho các cơ sở thương mại vừa qua đã bảo trợ cho đài IBC TV. Quý vị đang quay trở lại phần 2 của Sống Đời Sống Phật với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Yên Lý. Dạ, thưa Thầy, hồi nãy Thầy giảng về tin tưởng á, con hiểu được là cái hạnh phúc á, là được tìm thấy trong cái tâm trí của chính chúng ta. Nghĩa là nếu mà con biết là con làm nghề đó, mà cái nghề đó con sẽ tìm được hạnh phúc á, thì con sẽ cuối cùng không bao giờ bị giống như là bị lạc. Con sẽ biết là cái này là nghề của con, cái này là con rất là vui vẻ, rồi cảm xúc là cái này là đúng cho con. Thì con nghĩ là hồi con thiền hay là con cầu nguyện á, con bắt đầu tìm hiểu cái gì là con tin tưởng nhiều nhất, rồi con theo đường đó. Đúng. Chứ nếu mà con không có biết con tin cái gì á, mà con nghe lời người ta đó, thì con sẽ bị giống như dẫn đường lộn, giống như là hướng dẫn không có đúng. Đúng rồi. Thì đường... con phải nghe trong tim của con đó. Đúng rồi. Mà trước hết là phải có cái gọi là chánh tri kiến. Chánh tri kiến tiếng Anh là right understanding. Right understanding tức là chánh kiến hay là chánh tri kiến. Tức là phải hiểu biết một cách như thật, phải hiểu biết vấn đề như là vấn đề đang là, chứ không phải là mình hiểu theo cái cách mà mình suy diễn, không phải là hiểu vấn đề, hiểu một cái hiện tượng nào đó qua một cái lăng kính màu, cái đó là nó không đúng. Cho nên một con người sinh ra không ai có thể có được một cái kiến giải, một cái sự hiểu biết như thật. Do vậy mà còn phải dựa vào những cái bậc minh sư, còn phải được cái sự hướng dẫn của cha mẹ vân vân, của những người đi trước, của những cái thế hệ đi trước. Chính vì vậy mà chúng ta thọ cái ân của những cái bậc sư trưởng, tức là những cái vị thầy, những cái bậc sanh thành dưỡng dục rất rất là lớn. Và mình chỉ tri ân không thôi thì chưa đủ, mà mình còn phải báo ân. Tức là mình làm tất cả những gì mà khả năng của mình có thể để đền đáp cái ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, cái ân đức giáo dưỡng tác thành của sư trưởng vân vân và vân vân. Ở trong đạo Phật của chúng ta có bốn cái ân lớn gọi là tứ trọng ân. Đấy. Khi nào mà có dịp chúng tôi sẽ đi sâu vào bốn cái ân lớn này. Nhưng mà ở đây đó, ở trong một cái thời khắc rất là giới hạn, chúng tôi chỉ thưa rằng là với cái lời nguyện lớn thứ 10 mà khi nãy chúng tôi đã trích dẫn và đã diễn giải, và chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị cái cách làm sao để chúng ta ứng dụng lời nguyện lớn đó của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm vào đời sống thực tế. Mình phải đưa cái lời nguyện của một vị Bồ Tát lớn vào ở trong trái tim của mình, đưa vào trong đời sống của mình và thể hiện nó vào đời sống thực tế, chứ không phải là chỉ đọc, chỉ hiểu, hay giả là chỉ diễn giải. Vấn đề quan trọng ở đây là hành trì. Cho nên đó, mình phải có cái trách nhiệm, mình phải có cái bổn phận dìu dắt những cái thế hệ đi sau mình, những ai mà chúng ta quen biết, kể cả những người đi trước mình, nhưng mà họ chưa có nhân duyên để mà hiểu được Phật Pháp. Do vậy mà mình có cái trách nhiệm hướng dẫn để giúp cho họ hiểu đạo, hành đạo và chứng đạo. Cái đó là cái sứ mệnh vô cùng thiêng liêng cao cả. Nhưng mà muốn được như vậy đó thì phải có một cái sự hiểu biết như thật, sự hiểu biết về chân lý như là chân lý đang là. Cái đó rất rất là quan trọng. Nhân nào thì quả đó. Nếu mà chúng ta hiểu biết sai thì sao? Chúng ta hành trì sai. Mà chúng ta hành trì sai thì chúng ta sẽ chuốc lấy những cái hậu quả xấu ác. Cho nên phải có một cái sự hiểu biết về chân lý một cách chân xác. Đó là cái điều rất rất là quan trọng. Mình phải như khi nãy cô Học Ngân có nói đó,
mình tin tưởng vào một cái điều gì đó, điều tốt, mình nỗ lực, mình thực hiện những cái tin tưởng của mình một cách tinh cần, một cách siêng năng, một cách tinh tấn, thì chắc chắn là mình sẽ gặt hái được những cái quả báo rất là thù thắng. Tiếng Anh nó gọi là bad begets bad, good begets good, we reap what we sow, right? Yes. Cho nên mình phải tin vào cái điều đó, mình phải tin vào những lời dạy của Đức Phật, bởi vì những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy như thật. Ngài vì sự an lạc giải thoát của tất cả chúng ta mà Ngài thị hiện trên thế gian này để mà hướng dẫn, để mà dìu dắt chúng ta. Cho nên là cái bổn phận của chúng ta là phải cố gắng, chẳng hạn như bây giờ cô học nhân có những người cháu còn nhỏ còn trẻ, phải không? Dạ. Yeah. Không có dịp đi chùa, không có dịp học đạo, không có dịp hiểu đạo, không có dịp hành đạo. Cô hướng dẫn, cô là người đi trước, cô hiểu được những lời dạy của Đức Phật như thế nào, lợi ích của nó to lớn ra làm sao. Bây giờ cô hướng dẫn cho những người cháu, những người em, những người bạn của cô học Phật, hiểu đạo và ứng dụng cái giáo pháp của Đức Phật vào đời sống thực tế của họ để giúp cho họ có một đời sống thật sự hạnh phúc và an lạc. Cô nghĩ rằng là cái điều đó cô có thể làm được hay không? Hay là nó quá khó so với cái khả năng của cô? Học nhân chưa có cái trí tuệ để mà chỉ dạy một đứa bé theo cái level của đứa bé đó. Giống như nếu mà đứa bé đó hỏi một câu hỏi thì học nhân nói cái answer, nhưng mà cái answer chắc đứa bé đó chưa có hiểu được, thì học nhân chưa có hiểu biết làm sao tạo ra cái answer đó để mà đứa bé đó hiểu rồi tập. Thì con muốn hỏi, nếu mà con muốn dạy một người á, thì thầy có biết cuốn sách hay là cái bài nào để mà con cho một người bé đó hay người bạn đó đọc không? Có nhiều. Ở trong đạo Phật của chúng ta thì có nhiều cuốn sách lắm. Nhiều cuốn sách tiếng Anh cũng có, tiếng Việt cũng có. Tất cả những cuốn sách trong cái bước đầu học Phật đó, cuốn sách rất là mỏng, viết những cái lời rất là giản dị, rất là ngắn, dễ hiểu, dễ nhớ. Thì trong tiếng Anh rất là nhiều. Chẳng hạn như cái cuốn Câu Hỏi Thình Lình đó, thì chẳng hạn như bây giờ cái cuốn mà nói về những lời dạy của Đức Phật, của Ngài Rao La đó, thì đó là một cái tác phẩm mà người Tây Phương họ rất thích. Ngài viết về những cái giáo lý căn bản của Phật giáo, dễ hiểu, dễ áp dụng. Hay chỉ là bây giờ nó có nhiều lắm, nhiều cuốn sách mà mình không thể trong nhất thời không nhớ được cái tựa đề của cuốn sách. Nhưng mà cô vào thư viện của chùa Điều Ngự hay giả là thư viện bỏ túi của chùa Diệu Pháp, cô có thể tìm thấy rất nhiều cuốn sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt, dựa vào đó cô có thể hướng dẫn. Hay giả là bây giờ cô không biết cái cách làm sao để mà hướng dẫn những người trẻ mình có thể học, không ai vừa sinh ra là có thể hiểu hết mọi sự. Những người giáo từ cái cấp tiểu học, trung học cho đến đại học họ cũng phải học, học một cái khóa sư phạm, dù họ tốt nghiệp tiến sĩ. Mà nếu không học những cái lớp sư phạm đó thì cái cách mà họ giảng dạy nó cũng thiếu phương pháp, nó cũng sẽ không giúp cho những cái học sinh hay là sinh viên có thể tiếp thu được một cách tốt đẹp. Cho nên cái gì mà mình tự thấy chưa hiểu được thì mình cố gắng mình học. Thì ở chùa Diệu Pháp mỗi tối từ thứ hai đến thứ sáu lúc 7 giờ rưỡi đều có cái thờ tụng kinh, và sau đó có cái sự diễn giải chia sẻ những cái tư tưởng cốt lõi trong cái đoạn kinh mà đại chúng vừa tụng. Ở chùa Điều Ngự tối thứ ba thọ trì kinh Đại Bảo Tích, thứ năm thọ trì kinh Pháp Hoa, và sau mỗi thời kinh như vậy đều có một cái thời gian ngắn để mà chia sẻ cho đại chúng những gì cần chia sẻ. Ở chùa Điều Ngự thì bắt đầu lúc 7 giờ, và cuối tuần này đó, thứ bảy thì chùa Điều Ngự có khóa thọ bát quan trai. Trong cái khóa thọ bát quan trai đó cũng có những cái thọ pháp, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu được, tìm hiểu chánh pháp một cách cặn kẽ về tham dự những cái thọ tu tập, những cái thọ tụng kinh vân vân mà chúng tôi vừa trình bày, thì nó sẽ tạo cho mình có một cái trình độ Phật pháp rất là căn bản, và nhờ vậy mà mình có thể hướng dẫn những cái thế hệ đi sau mình một cách rất rất là dễ dàng. Yeah.
Cảm ơn thầy. Con thấy là cái người người châu Á mình á, hiểu Phật pháp nhiều hơn là cái người phương Tây, thì con muốn hỏi là tại sao cái người phương Tây hiểu ít hơn? Rồi, cảm ơn cô Hồng Nhân. Thực ra những đại học giả của phương Tây họ cũng hiểu Phật pháp một cách rất là bác lãm. Họ có một cái trình độ Phật học rất là bác lãm, họ viết những cái tác phẩm mà đôi khi những cái người Á Châu của mình không thể hiểu được. Nhiều đại học giả người Tây Phương lắm, thì không phải là, nhưng mà đa số những cái người sinh ra ở những cái nước Á Đông, bởi vì có một cái truyền thống Phật giáo, triết học Phật giáo lâu đời nó thâm nhập vào ở trong tâm thức của họ, cho nên khi mà họ tiếp xúc với những cái giáo pháp của Đức Phật, họ hiểu một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quên rằng là ở các nước Tây Phương có những học giả mà họ hiểu Phật giáo một cách rất là thâm sâu. Yeah. Thank you. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay. Mỗi câu hỏi hay thắc mắc về vấn đề tâm linh, xin quý vị hoan hỷ liên lạc chủ điều ngữ 714-890-9513, 714-890-9513 hoặc chủ dự pháp 626-614-0566, 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo.